lại nói về chuyện khoảng cách giữa những ngôi sao và người hâm mộ. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ không ẩn dụ gì cả, mà sẽ nói về khoảng cách thực sự giữa những khán đài và sân bóng. Tuần vừa qua có không ít những hình ảnh thú vị khi khoảng cách ấy được thu hẹp lại. Những bức ảnh này cho thấy cách mà một cổ động viên Chelsea bày tỏ thái độ thù địch rất rõ ràng với Thibaut Courtois, một cựu cầu thủ của Chelsea giờ đang chấn giữ khung thành của Real Madrid. Suốt cả trận đấu giữa hai đội bóng này trên sân Stamford Bridge, Courtois đã phải hứng chịu những tiếng la ó và những lời xúc phạm từ phía sau lưng. Nhưng cuối cùng, khi Courtois quay lại hôn lên lá cờ Real Madrid để ăn mừng bàn thắng của Rodrigo, thì ai mới là người phải nuốt cục tức lớn hơn đây? Có những lúc chính ngôi sao là những người thu hẹp khoảng cách giữa khán đài và sân bóng. Tuần vừa qua, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho thấy cách nhanh nhất để làm điều đó là hét vào mặt các trọng tài. Khoảng cách đôi lúc lại có thể rất xa. Nó xa vừa bằng một tấm vé mà những cậu bé này không thể sở hữu được. Thế rồi khoảng cách vẫn được thu hẹp lại bởi một niềm đam mê đến liều lĩnh. Đó là những gì chúng ta thấy qua hình ảnh mà máy quay trực tiếp đã ghi lại trong trận đấu giữa Getafe và Barcelona. Và đây, trong tuần qua, không biết phải gọi đây là một quả penalty hay là một quả phạt hàng rào đây, khi mà các cổ động viên của Angers đã tạo nên một hàng rào đầy sự phô bày như thế này để đánh lạc hướng đối thủ. Nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn có bàn thắng cho Clermont. Vui một chút thôi, chứ thực ra có những chuyện thì không thể đùa được đâu. Trong tuần vừa qua thì bức ảnh này đã được chia sẻ lại ngập tràn trên mạng xã hội. Một khoảnh khắc mang tính biểu tượng giữa hai huyền thoại trong màu áo của hai đối thủ không đội trời chung. Trận đấu này cũng là lần cuối cùng người ta được xem hai đội bóng thành phố Milan gặp nhau ở cúp C1 châu Âu, cách đây đã 18 năm rồi. Thế nên cũng dễ hiểu khi tuần vừa qua, việc hai câu lạc bộ Inter Milan và AC Milan hẹn gặp nhau ở trận bán kết Champions League đã mang lại rất nhiều những cảm xúc đặc biệt cho những người yêu bóng đá Ý và những người hoài cổ một chút. Nhiều người mộng mơ đã nghĩ về hình ảnh này rồi. Nhưng vấn đề là ghép ảnh Lukaku và Leao vào đây để làm gì, khi mà đằng sau bức ảnh đầy tính biểu tượng này lại là một câu chuyện mà chúng ta không hề muốn thấy lại một chút nào cả. Trận Derby Milan ở tứ kết lượt về năm 2005 là một cuộc đối đầu rực lửa theo đúng nghĩa đen. Cổ động viên của Inter Milan đã ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân, khiến trận đấu phải dừng lại. Nhưng hình ảnh khiến người ta rùng mình nhất là một quả pháo sáng đã vượt qua khoảng cách giữa khán đài và sân bóng để tìm đến trúng thủ thành Dida bên phía AC Milan. Hậu quả là Dida đã bị bỏng cấp 1, trận đấu thì bị hủy bỏ. Inter Milan nhận án phạt cấm đá 6 trận tiếp theo trên sân nhà. Và trận đấu này là một trong những sự cố tồi tệ nhất của bóng đá Italia tại các cúp châu Âu. Năm nay là một năm thật đặc biệt của bóng đá Italia, của thành phố Milan, khi mà chắc chắn sẽ có một đại diện góp mặt ở chung kết Champions League. Nhưng hãy mang những cảm xúc trở lại thôi, chứ đừng mang những rắc rối trở lại nhé.